Rồi sầu cay ngồi xuống coi nha. Quá trời ngon rồi coi chừng đẩy sầu riêng rồi nè. Sầu riêng quý thiện. Sầu riêng đi anh em ơi. Sầu riêng. Sầu riêng mọi người ơi. Này, chảy nước miếng hết rồi. Rồi. Ăn đi. Ăn đi anh chưa? Không ăn anh chưa? Để được ăn. À, sầu riêng nhúng thuốc nhưng sầu chưa đâu ăn đâu. Này nhúng thuốc à mọi người. Rồi, ăn nè anh ăn. Mời xem. Thơm dữ sao rồi. Rồi ăn chị chữa hộp cho em hỏi em nướng hộp nha. Mời cả nhà. Ăn. Ủa nướng hộp được nữa ha. Ăn ngon một bít nó bùi lắm. Thử coi. Thấy gì nè. Đắng nhất à. Đã như trời. Nó có mùi gì cái vị như mít tú nữ à. Này dưa sáo hả? Ngon. Đỏ mưa. Có mưa ớt à. Đây đi. Quá đã luôn. Nướng đi, hồi nước. Không. Ngon dữ vậy. Lâu qua nhà bạn Trương ăn sướng. Trong thời gian chờ đợi nướng chim. Cũng đâu có rảnh thời gian nào đâu. Ngon dữ vậy. Anh còn bánh cục còn à. Hồi bạn về qua đó bắn. Thử có không. Thôi đường này mình đi được. Sao riêng này dở rồi. Cái này nó vừa tính tới vậy nè. Cũng hôm qua em nói rồi đó. Đường cụm đường trái đó là cái này nè. Cho ẹt, sao biết ẹt. Hộp vậy sao nướng ngang giờ bé. Nãy cũng thêm một cái bự nữa. Ừ. Thì nó là sao không để ngoài đây luôn, cái hôi cái này hồi em ăn này. Mới lấy vô được. Chứ không nó để ngoài căn mẹ. Dạ. Rõ. Hộp cái xíu sao nướng. Cho anh em coi cái ná. Hộp lét sao nướng. Ná bạc triệu của bằng Trương nha. Thôi ơi, te xỏ thì thua anh Tư ơi. Không bằng. Chạy nó nhảy từ lưng. Mấy bạn nói ná của mình mắc nha, cái ná ghê ốm hơn. Dạng nướng ăn tươi. Còn không ăn nguyên. Ngon. Ăn. Em không ăn nữa. Em thử coi chú. Về chưa? Bê sang. Rồi ăn rồi đó, nhiều rồi vậy rồi á. Nè học là bê. Hỏi mà cho lách á. Để đi hồi. Ăn lần 18 học. Tính học rồi hết còn tính muối à. Này nướng không? Nướng không? Em ăn. Đã quá. Em ăn vậy là nhiều rồi đó. Thì thường em ăn chừng nửa học à, không ăn nữa. Tại nãy anh nói xịt thuốc không ăn ngại quất phải không? Trời ơi. Giờ là nó quay trồng len quá trời nè, giờ không trở được nè. Lấy thêm cây để mà đỡ chừng. Em xây con cu, em không xây cây. Sợ cây vô, sợ lấy ra đi kìa. Gác đầu đó, kiếm cái te nó gác đầu nó. Này bêm. Im dữ vậy trời, còn học đâu? Học anh quăng cho đó một hộp à, có hai hộp à. Thua rồi, à, mấy cái kia vậy á, đợi chừng nào mà nó rụng cuốn ha, thơm á, ăn nha, thơm đều á, hỏi từng học á, cho đều phải ăn. Để chắc chờ. À, phải chờ rồi, cái này chứ cũng cỡ 3 bữa. Gì dữ vậy? Không nhanh hơn được hả? Không, chừng nào nó thơm mới được, lỡ nó không thơm rồi sao ăn. Vậy hả? Có trái bắp chè thơm à? Có một trái thích trái trứng cây, trái trứng cây này mới ngon. Trứng cây ngon. Trứng cây ăn trước đi. Ngon luôn cả. Nướng giỏ sầu riêng luôn nghe mọi người. Giờ chụp hình cái khối bạn quá đã. Rồi chín mươi mọi người coi.